Vâng ạ, kính thưa thầy cô chủ tịch đoàn, kính thưa các bạn đồng nghiệp. Sau đây em xin trình bày cái đề tài là đánh giá hoạt tính tế bào giết tự nhiên ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa. Và ở đây tế bào giết tự nhiên là một thành phần của trong quần thể tế bào lympho chiếm từ 5 đến 10% và tế bào giết tự nhiên tham gia vào trong cơ chế miễn dịch không đặc hiệu thông qua cái hoạt tính gây độc tế bào chống lại tế bào ung thư và các tế bào mà bị cơ thể bị vi khuẩn tấn công. Từ năm 1976 khi lần đầu tiên được mô tả thì cái tế bào này đã được đặt cho một cái tên rất là đặc biệt, đó là tế bào giết tự nhiên, bởi cái vai trò gây độc tế bào và ly giải tế bào không thông qua cái cơ chế tiền mẫn cảm giống như tế bào lympho T hay lympho B. Và trong những năm gần đây thì có nhiều nghiên cứu đã đưa ra kết luận rằng cái nguy cơ ung thư nó có liên quan chặt chẽ với số lượng tế bào NK. Và gần đây nữa trong 2 thập kỷ thì người ta ngoài cái việc đánh giá số lượng tế bào NK thì người ta còn quan tâm đến cái hoạt tính tế bào NK hay một cái từ viết tắt là NKA, tức là Natural Killer Activity, đó là hoạt tính tế bào giết tự nhiên là cái chỉ số đánh giá chức năng tế bào NK phản ánh tốt hơn và chính xác hơn so với cái số lượng tế bào NK tổng số. Do đó, nhiều nghiên cứu về trị liệu miễn dịch, đặc biệt trong trị liệu miễn dịch tế bào trong ung thư nói chung và ung thư phổi nói riêng thì đều sử dụng cái chỉ số này để đánh giá đáp ứng điều trị và chỉ định điều trị. Và mục tiêu của đề tài ở đây đó là đánh giá hoạt tính tế bào giết tự nhiên ở nhóm bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa. Em xin được qua một số những cái chi tiết, những cái tổng quan về tế bào giết tự nhiên. Về nguồn gốc thì nó cũng giống như nguồn gốc các tế bào lympho thì đều là có nguồn gốc từ tế bào gốc tạo máu và chiếm từ 5 đến 10% tổng số tế bào lympho ngoại vi. Về chức năng ở đây thì tế bào NK bình thường, tế bào NK trên bề mặt sẽ có những cái thụ thể ức chế và thụ thể hoạt hóa tương ứng gắn với những cái MHC lớp 1 và các ligand hoạt hóa. Đây là trạng thái bình thường. Nhưng trong những cái trường hợp tế bào u hoặc là tế bào nhiễm virus thì sẽ có sự giảm hay mất biểu lộ của MHC lớp 1, hay trong thuật ngữ miễn dịch học thì người ta gọi đây là hiện tượng missing cell, tức là mất bản thân. Và khi đó tế bào NK này sẽ chuyển sang trạng thái hoạt hóa. Và khi nó bị hoạt hóa như thế thì nó sẽ thông qua 2 cơ chế. Một là gây độc tế bào bằng cách giải phóng ra các chất ly giải tế bào, và hai là sản xuất ra các cytokine. Và khi nói đến vai trò của tế bào NK thì người ta đặc biệt đề cập tới một cái cytokine, đó là interferon gamma. Và cái xét nghiệm đánh giá hoạt tính tế bào NK ở đây cũng chính là định lượng nồng độ interferon gamma ở tế bào NK đã được hoạt hóa. Cái vai trò này nó kết hợp chặt chẽ với vai trò của đại thực bào trong tiêu diệt các nguyên nhân vi sinh hoặc là các ngoại sinh đối với cơ thể. Bởi vì interferon gamma sẽ hoạt hóa đại thực bào rồi lại kích thích tăng sản xuất interleukin 2, và interleukin 2 lại vòng lại và hoạt hóa tế bào NK. Do đó cái cơ chế bảo vệ của NK và đại thực bào nó có liên quan rất chặt chẽ với nhau. Và em xin điểm qua một số những cái nghiên cứu về hoạt tính tế bào NK ở một số loại ung thư trên người. Đầu tiên đó là ung thư về tiền liệt tuyến, thì một nghiên cứu năm 2013 cho thấy cái hoạt tính tế bào NK ở nhóm bệnh giảm có ý nghĩa so với nhóm chứng, đặc biệt là biểu hiện của tế bào của CD56 bright, tức là một cái phân nhánh nhỏ của tế bào NK thì giảm rõ rệt so với nhóm chứng. Và một nghiên cứu mới năm 2017 ở cũng nhóm bệnh thư ung thư tiền liệt tuyến thì cũng thấy cái tế bào hoạt tính tế bào NK này giảm có ý nghĩa, và người ta đưa vào một trong những cái chẩn đoán theo dõi và đáp ứng điều trị với giá trị ngưỡng của NKA là 200 pg trên ml. Nghiên cứu năm 2014 của tác giả Lee trên 41 bệnh nhân ung thư đại trực tràng, và nhóm chứng là 41 bệnh đại trực tràng nhưng lành tính, thì cũng thấy có sự giảm hoạt tính tế bào NK so với nhóm chứng. Và một nghiên cứu năm 2001 trên hơn 156 bệnh nhân ca dạ dày. Từ những cái nghiên cứu này, các tác giả đã đưa ra cái vai trò của hoạt tính tế bào NK trong dấu ấn hỗ trợ chẩn đoán như một cái biomarker, hoặc là trong vai trò tiên lượng và theo dõi đáp ứng điều trị. Còn đối với ung thư phổi thì sao? Có một điều là khi em xem xét lại tất cả những cái nghiên cứu về hoạt tính tế bào NK trong ung thư thì chỉ có một nghiên cứu
ở đây có quy mô là năm 2017 của một tác giả Hàn Quốc, trên 48 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ, 38 bệnh nhân bệnh phổi lành tính và nhóm chứng là 33 người khỏe mạnh. Thì thấy rằng hoạt tính này giảm rõ rệt ở nhóm chứng so với nhóm khỏe, ở đây là 958 so với 1660 và cũng giảm theo giai đoạn. Nghiên cứu của em được tiến hành trên 30 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa, được điều trị tại Trung tâm Nội hô hấp Bệnh viện 103 từ tháng 1 đến tháng 5 2018 và nhóm chứng là 30 bệnh nhân bệnh phổi lành tính. Thì em xin được đi nhanh tới cái kết quả ở đây. Thì về đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu thì tuổi trung bình của nhóm bệnh là 67, còn nhóm chứng là 71, và cái phân nhóm trong cái bệnh phổi lành tính thì chủ yếu là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với các đặc điểm về lâm sàng thì như các nghiên cứu khác thôi. Về hình ảnh của các lớp vi tính thì phần lớn tổn thương là u dạng tròn. Về mô bệnh học ở đây thì 20 trên 30 bệnh nhân là ung thư biểu mô tuyến và có 5 trên 20 ca là có xét nghiệm đột biến gen EGFR dương tính. Về xét nghiệm về hoạt tính tế bào giết tự nhiên thì ở đây em lấy ngưỡng cut-off là 250 microgram trên ml thì thấy rằng có sự khác biệt rõ rệt giữa nhóm bệnh và nhóm chứng, tức là hoạt tính tế bào NK ở nhóm bệnh giảm có ý nghĩa so với nhóm chứng ở cả hai cái ngưỡng cut-off và ở cái trên tổng số bệnh nhân, và cái này là có ý nghĩa thống kê. Nhưng khi tìm hiểu mối liên quan giữa hoạt tính tế bào NK với một số đặc điểm cận lâm sàng thì hầu như hết đều chưa thấy gì mối liên quan. Ở đây thì nhóm nghiên cứu cũng đang tiếp tục mà nghiên cứu và trong vòng cuối năm nay thì sẽ có được những số liệu nhiều hơn, bởi vì khi em chốt số liệu này là giữa cuối tháng 5 thì số lượng bệnh nhân mới là 30 ca và không có tìm thấy mối liên quan giữa hoạt tính tế bào NK với các chỉ số như tuổi, giai đoạn bệnh, số lượng và cũng như là giai đoạn và phân tuyếp mô bệnh học. Và với những kết quả bước đầu trong cái nghiên cứu này thì nhóm nghiên cứu xin đưa ra kết luận đó là có sự giảm hoạt tính tế bào NK ở nhóm bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa và chưa tìm thấy mối liên hệ có ý nghĩa giữa cái hoạt tính này với một số những đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ở nhóm này. Vâng, em xin cảm ơn ạ.